Hello, Tùng xin chào tất cả anh chị quay lại với kênh ITP Club Channel ha. Chào mừng mọi người quay trở lại với bản tin thị trường trong ngày hôm nay, ngày mùng 10 tháng 10. Hôm nay là ngày con số khá là đẹp anh chị ha. Và thị trường thì cũng đang tương đối là ổn, đúng không? Thì anh chị theo dõi bản tin này, hãy cho Tùng xin một like, một chia sẻ anh chị nhé. Ngoài ra thì anh chị hãy bình luận thả tim ha để giúp Tùng lan tỏa video này đến nhiều người biết hơn ha. Và một điều quan trọng nữa, số điện thoại của mình ngay trên màn hình, ngay trên góc màn hình 0902 986 119. Hy vọng là anh chị sẽ gọi điện hoặc là nhắn tin cho Tùng để chúng ta có cơ hội đồng hành hợp tác cùng nhau kiếm tiền trong giai đoạn cuối năm chị ha. Cuối năm thị trường sẽ có một con sóng giúp cho anh chị kiếm tiền, mình nghĩ là sẽ ổn. Ok, thì quay trở lại với thị trường ha. Chúng ta sẽ điểm qua một chút về thị trường trong phiên ngày hôm nay anh chị ha. Đầu tiên là hôm nay thị trường chúng ta tăng 6,3 điểm ha. Tăng 6,3 điểm. Đóng cửa 1143.69. VN30 thì tăng mạnh hơn, tăng đến gần 10 điểm luôn. Và đóng cửa 1160. Lúc này VN30 là nhiều hơn VN Index đến 17 điểm. Chỉ số Hà Nội và Upcom hôm nay cũng tăng. Hôm nay thì thanh khoản thị trường có cải thiện so với phiên trước, tăng lên đến 14.200 tỷ. Đó, thanh khoản cả ba sàn ngày hôm nay là 17.900 tỷ. Top đóng góp vào VN Index. Các cổ phiếu đóng góp vào thị trường theo chiều tăng ngày hôm nay là Vietcombank, Vinhome, Hòa Phát, Vinamilk, Techcombank, VPBank, Thế giới Động, ACB, VAB, HD Bank, FPT, rất nhiều cổ phiếu trụ ha, đặc biệt là ngân hàng. Ở chiều ngược lại theo chiều giảm thì chúng ta có GVR, VIX, SSI, DGC, GAT, Masan và nhóm phân đạm Đạm Cà Mau, Đạm Phú Mỹ ha. Về các tổ chức thì ngày hôm nay chúng ta thấy là tiếp tục là một phiên bán ròng của khối ngoại. Họ bán ròng 295 tỷ và bán rải rác các cổ phiếu như là VPBank, Vinhome, FLT, Sapeco, DGC, GAP, VRE. Ở chiều mua thì mua cổ phiếu Hòa Phát, Sacombank, GMD vân vân. Về chuyển động ngành thì chúng ta thấy ngân hàng hôm nay cân thị trường ha. Thị trường tăng được 6,3 điểm thì ngân hàng đã tăng đến 4,3 điểm rồi. Ngoài ra các ngành khác như là bất động sản, kim loại là thép ha, sản xuất thực phẩm, điện, viễn thông, bán lẻ, quỹ đầu tư, xây dựng, công nghiệp nặng, điện tử, bảo hiểm vân vân. Ở cái chiều mà giảm thì chúng ta có nhóm ngành hóa chất đại diện là phân đạm ha, rồi nhóm chứng khoán, tiếp theo là nhóm thiết bị, dịch vụ và phân phối dầu khí, rồi hàng gia dụng, vận tải ô tô. Những cái cổ phiếu mà có khối lượng giao dịch nhiều ngày hôm nay chúng ta thấy tiếp tục là một số các cổ phiếu chứng khoán như là VAX thì tăng 0,7%, ngược lại thì SSI giảm đến 1,5%, VND thì giảm 0,9%, SHF giảm 1,7%. Đối với nhóm thép thì có đại diện Hòa Phát hôm nay tăng 2%. Rồi, cổ phiếu GX thì tăng 1,2%. Ngân hàng thì có VPBank tăng 0,9%. Ở chiều giảm của chúng ta còn có các cổ phiếu như là đại diện của bất động sản Novaland giảm 1%. Mình nhớ là phiên sáng thì Novaland tăng từ 2 đến 3% rồi. Cuối phiên giảm 1%. Tức là nếu mà nhà đầu tư bán cái thời điểm lúc sáng ha, cái thời điểm mà thị trường đi lên 1.150 á, nếu mà anh chị bán ở cái thời điểm đó thì anh chị sẽ tiết kiệm so với phiên chiều là đâu đó khoảng từ 4 đến 5% tùy cổ phiếu ha. Đó. DG thì cũng giảm 0,9% này. HAG giảm 0,2%. Đối với thị trường thế giới lúc này chúng ta thấy là đa số đều là một cái sắc xanh của thế giới, từ châu Á cho đến châu Âu cho đến Dow Jones hiện tại ha. Châu Á có một số chỉ số giảm nhưng mà giảm thì cũng tương đối nhẹ so với những cái chỉ số tăng. Dow Jones thì tối hôm qua cũng tăng đến 200 điểm và hiện tại Dow Jones đang giao dịch thì đang tăng đến 60 điểm rồi. Về giá dầu thì đang ở quanh vùng 85-86 đô. Ok, thì chúng ta quay lại đối với Dow Jones một chút. Ngày hôm qua Dow Jones tăng anh chị. Đây. Mọi người thấy thì chúng ta đã vẽ cái mũi tên từ trước ha.
sau khi điều chỉnh về cái vùng hỗ trợ thì khả năng tăng, đúng không? Chúng ta đang nói đến khả năng tăng thì ngày hôm qua Dow Jones tăng 200 điểm và đến đâu đó gần cái vùng target của chúng ta rồi anh chị. Đấy, chúng ta có hai cái đáy cũ ở đây. Cho nên mình có nói là Dow Jones thường họ sẽ đánh khá là chuẩn về mặt kỹ thuật. Đấy, anh chị thấy những cái lần trước mà tạo đáy thì nó cũng sẽ có hai đáy trước khi tạo đáy đi lên. Đấy. Giai đoạn nào vậy anh chị? Đây, đáy 1 nè, đáy 2 nè. Đáy 1 nè, đáy 2 nè. Kể cả thời điểm gần đây nhất, đó, tạo đáy, đáy 1 nè, đáy 2 nè. Sau khi tạo hai đáy xong thì đi lên, không lên nổi nữa thì mới quay đầu gãy, đúng không? Đó, nhưng mà ít nhất thì cũng phải có hai đáy. Thì bây giờ chúng ta mới thấy Dow Jones có một đáy thôi anh chị. Hiện tại mới có một đáy thôi. Thì mình dự kiến là có thể Dow Jones sẽ đi lên đâu đó là quanh cái vùng giá đóng cửa, đúng không? Khoảng 33.600, 33.700 là vùng đóng cửa ngày hôm qua. Sau đó thì có thể là sẽ được quay lại điều chỉnh chị. Đấy. Điều chỉnh thì sẽ có hai xu hướng. Một là nếu test cái đáy cũ thành công và tạo ra một cái đáy hai cao hơn đáy một, hoặc là có thể bằng. Có thể bằng chị nhé. Chỉ cần đừng có thủng thôi. Thì sau đó thì Dow Jones sẽ tiếp tục đi lên theo mũi tên màu trắng ha. Mình vẽ màu xanh đi cho mọi người dễ nhìn. Còn cái trường hợp thứ hai á, cái trường hợp thứ hai á, là nếu mà thủng đáy thì Dow Jones sẽ tiếp tục rơi đâu đó về quanh cái vùng 32.000 bên dưới này. Đấy, đó là cái trường hợp thứ hai của Dow Jones. Trường hợp thứ nhất thì sẽ là đi lên cái vùng trở lại trên cái vùng 34.000 ở trên đây anh chị ha. Đó, đây là cái hướng đi của Dow Jones. Thì chúng ta sẽ chờ xem vài phiên nữa coi chỉ số này có đi đúng theo cái hướng đó không anh chị nha. Từ trước đây thì mình đã nói cái thời điểm mà Dow Jones gãy này thì chúng ta đã nói là nó đi về đến cái vùng 32.800 rồi, đúng không? Đó, thì bây giờ nó đã về đến đó rồi thì cái hướng đi sắp tới nó sẽ có hai xu hướng như vậy. Tuy nhiên thì trước khi mà quyết định xu hướng thì nó sẽ phải quay lại test cái đáy cũ này. Đó là cái việc của Dow Jones chị ha. Cho nên mọi người thấy thị trường phát triển họ đánh rất là chuẩn kỹ thuật luôn đó chị. Đó, họ đánh rất chuẩn kỹ thuật. Kể cả giá dầu trên thế giới ha, bị chi phối bởi rất nhiều quốc gia, rất nhiều thế lực, nhưng mà giá dầu cũng đang đánh rất chuẩn kỹ thuật, đúng không? Từ cái thời điểm mà 94 đô thì mình đã vẽ là nó sẽ có một nhịp điều chỉnh. Thì đang điều chỉnh xong, bây giờ quay trở lại tích lũy ở đây. Đó. Ok, đó là giá dầu. Thì quay trở lại đối với VN Index của chúng ta ha anh chị. VN Index. Đấy. Ngày hôm nay thì sao? Ngày hôm nay VN Index cho một cây nến doji. Một cây nến doji ha. Lúc chiều thì có một anh là anh sợ cây nến búa gõ đầu. Đó, nhưng mà cuối phiên thì VNi vẫn cố gắng kéo lên và tạo ra một cây nến doji. Thì nếu mà tính theo cái điểm cao nhất phiên ngày hôm nay là 1150 so với cái điểm đóng cửa là 1143 thì cuối phiên chiều thị trường đã giảm đến 7 điểm ha. Thị trường giảm 7 điểm. Còn nếu mà so với giá đóng cửa ngày hôm qua thì rõ ràng là thị trường chúng ta tăng 6 điểm, đúng không? Đó. Và đặc biệt là ngày hôm nay thị trường chúng ta cố tình mở gap chứ. Cố tình mở gap. Thì cái mở gap này thì nó cũng là một cái điều tốt. Cho nên lúc chiều thì Tùng có nói là thị trường hôm nay có hai vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất đó là theo cái chiều hướng tốt thì đó là cái việc mở gap và vượt qua cái con dao găm, tức là cái kháng cự 1142 luôn chị. Anh chị thấy dao găm màu cam đây đúng không? Đấy, thì chúng ta cố tình mở gáp và mở gáp ở 1143 để vượt qua cái con dao găm 1142. Và cuối phiên thì đóng cửa ngay cái điểm mở cửa luôn là 1143 luôn. Đấy, thị trường mở cửa 1143.6 nha. Đóng cửa 1143.6 luôn chị. Ngay cái điểm mở cửa luôn. Đó, thì nó là một cái điều mà chúng ta thấy cố tình tạo ra một cái nến doji ha. Thì cái điều tích cực đó là mở gap và vượt trên cái kháng cự. Những cái giai đoạn trước anh chị thấy cái thời điểm mà bắt đầu giảm vào ngày 22 tháng 9 này thì thủng 1200 bằng cách là mở gap. Đúng không? Gần đây nhất là cái thời điểm đâu đó cái ngày 3 tháng 10 ha, tuần trước thủng 1150 là cũng bằng cách mở gap.
Đó thì ngày hôm nay lại vượt trở lại cái kháng cự bằng cách mở gap. Thị trường dạo này thích gap quá ha. Đó, sao mà thích gap thế không biết mà. Thì thực ra cái việc gap á, cái gap á anh chị, nó không quan trọng. Nó không quan trọng. Đó. Mọi người sẽ có thể là có những cái mô hình để sử dụng gap, ví dụ như là gap kiệt kiệt sức. Gap kiệt sức thường là gap kiệt sức nó sẽ báo hiệu là thị trường có đáy anh chị, hoặc là áp dụng mô hình hòn đảo cô đơn đúng không? Thì ví dụ như bây giờ chúng ta đang thấy cái gap ở phía phía bên này và một cái gap ở ở, ở phiên ngày hôm nay, thì có thể là mọi người đang liên tưởng đến cái mô hình là hòn đảo cô đơn đó, thì cái đó là cũng ok anh chị, cũng ok ha. Thì đó là một cái điều tích cực trong phiên ngày hôm nay khi mà thị trường đã không lấp gáp vào phiên chiều, mặc dù cái áp lực bán vào phiên chiều khá cao ngày hôm qua và cũng như là trưa ngày hôm nay. Thì khi livestream mình đều nói là chiều ngày hôm nay có khách sạn đúng không, thì anh chị thấy rõ ràng là khách sạn nó đã hút giá thị trường xuống từ 1150, nó đã hút xuống và đóng cửa 1143 đúng không? Đó, nó làm cho thị trường không duy trì được cái sức tăng. Thì lúc này chúng ta thấy vừa có tích cực là mở gap để vượt kháng cự, nhưng mà vừa có tiêu cực đó là lên đến cái kháng cự tiếp theo 1150 thì không vượt được đó, và bị bán ngược trở lại. Cho nên cái mốc 1150 vẫn là một cái mốc mà khá là khó chịu ha, khá là khó chịu. Thị trường lúc này thì không còn khách sạn để hút giá lên nữa anh chị. Những phiên trước đây nè, thì mình có nói là qua tuần này sẽ có khách sạn hút giá lên đúng không? Một hai phiên đầu tuần. Nhưng mà đến bây giờ thì chúng ta không còn khách sạn nữa. Phiên ngày mai không còn khách sạn. Phiên ngày mai không còn khách sạn nhé. Đó. À, phiên ngày mai, đúng rồi, phiên ngày mai không còn khách sạn. Phiên tiếp theo cũng không có khách sạn luôn chị. Đấy. Cho nên bây giờ thị trường nó không có một cái sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật. Tức là thường là khi có khách sạn là anh chị biết khách sạn nó sẽ giúp cho chúng ta hút giá lên hoặc là hút giá xuống đúng không? Thì thị trường lúc này không có hỗ trợ về mặt kỹ thuật, cho nên nó sẽ lên hoặc là xuống dựa vào chính sức mạnh của thị trường. Đó, dựa vào chính sức mạnh anh chị nhá. Thì hôm nay đó mình vừa nói tạo ra cây nến doji và vừa có điểm tích cực và vừa có điểm tiêu cực. Nhưng mà trước tiên thì mình muốn anh chị để ý một số trường hợp như sau ha. Một số trường hợp như sau, giống như thời điểm năm ngoái đó anh chị, thời điểm năm ngoái ha, khi mà thị trường, đây, cái thời điểm này, tức là không phải lúc nào mở gap xong là nó cũng sẽ cho chúng ta những cái mô hình xác nhận mô hình anh chị, đâu đó nó vẫn có những cái trường hợp như này, ví dụ như cái thời điểm này, đấy anh chị thấy ha. Giảm bằng cách mở gap, sau đó rơi một đoạn ha, giống y như cái trường hợp bây giờ anh chị đó, rồi cũng hồi lên một phiên, hai phiên, ba phiên, cái phiên thứ ba là tạo ra một cái doji đấy. Thì cái phiên thứ ba này thị trường nó cũng mở gap, nó cũng có một cái gap, nhưng mà phiên sau đó thì nó lấp lại luôn đấy, nó cũng mở gap. Và anh chị cũng thấy nó mở gap để nó vượt qua cái đường màu xanh này nè, nó vượt qua cái đường màu xanh này, cái gap này gap nhỏ thôi nhé, nó gap nhỏ thôi, nó vượt qua cái đường màu xanh, tức là cũng là vượt qua cái kháng cự, nhưng mà hôm sau nó quay lại test, test xong rồi nó rút chân lên và có thể là tăng lên thêm những cái phiên tiếp theo, nhưng mà rất là nhẹ, rất là nhẹ ha. Đó, cho nên nếu phiên ngày mai mà quay lại cái trường hợp giống như thế này thì nó sẽ loại bỏ những cái sự kỳ vọng lên cao anh chị nhé. Mọi người phải chú ý cái giai đoạn này nhé. Đấy, trong lịch sử chúng ta này, sau khi hồi một doji, hai rút chân, ba doji, bốn doji, năm doji, sau đó rơi bùm phá đáy. Đấy, thì mình có chỉ cho anh chị cái thời điểm năm ngoái đúng không? Đây chính là cái đáy một, đây là cái đáy một. Sau đó thì nó về test đáy không thành công và nó xuyên đáy, xuyên đáy thì đó là cái đáy số 2. Sau đó thì
nó cũng đi lên tiếp chị, một lần nữa đi lên, rồi cũng tạo ra những cái cây nến búa này, rồi doji là rút chân này, rồi doji là sau đó rơi cái bùm xuống nữa, phá đáy tiếp để về đây tạo con đáy, cái đáy số 3. Bản tin tối ngày hôm qua mình nói rất kỹ anh chị cái về vấn đề ba đáy này đúng không? Đó, tối hôm qua mình nói anh chị vấn đề ba đáy này mình nói rất kỹ. Cho nên cái mà thị trường hồi lên ngày hôm nay thì chúng ta vừa nói là vừa có tích cực vừa có tiêu cực đúng không? Đấy, tích cực là nó cố tình đi lên để lấp cái gap này anh chị. Đó, lấp cái gap cũ và tạo ra một cái gap mới để cho chúng ta đang nghĩ là hòn đảo cô đơn. Thì hòn đảo cô đơn này thì mình không có nói là nó sai anh chị nhá. Đấy, nó không có sai, nhưng mà vấn đề là nếu ngày mai mà nó quay lại một cái cây như thế này để nó lấp cái gap này thì chúng ta hãy thận trọng trong những phiên sắp tới, đặc biệt là tuần sau ha, đặc biệt là tuần sau. Tuần này có thể vẫn an toàn, mình vẫn nói với anh chị là tuần này sẽ còn hồi từ giờ cho đến đâu đó là đến thứ năm đúng không? Mình chỉ sợ đâu đó là phiên thứ sáu, tại vì thứ sáu là thứ sáu tuần này là ngày thứ sáu ngày 13. Đó, mình chỉ sợ về cái vấn đề mà mọi người hay nói những cái thời điểm đó nó xui á anh chị. À, nhưng mà lịch sử thì mình nói rồi, theo kinh nghiệm của mình nhiều năm nay thì có những ngày thứ sáu ngày 13 thì thị trường lại rơi rất mạnh, cực kỳ xấu. Nhưng mà có những ngày thì lại săn mơn miên man luôn chị. Đó. Cho nên cái ngày đó thì không biết chắc chắn là nó xấu hay tốt cái ngày cuối tuần này nhá. Chúng ta không biết được. Nhưng mà cái vấn đề là thường mọi người sẽ e ngại vấn đề đó. Rồi. Thì mọi người chú ý cái phiên ngày mai nếu mà nó quay lại lấp gáp thì chúng ta hãy hết sức thận trọng. Thực ra nhá, ngày mai mà nó lấp gáp á, nó test về cái hỗ trợ thì anh chị có thể là ưu tiên mua T0, thậm chí mua T cộng được. Mình đánh giá T cộng vẫn có thể là kịp để cho anh chị chốt lại. Sau đó thị trường sẽ có khả năng là có một cái nhịp hồi. Đấy, nhưng dĩ nhiên là có thể thì không chắc chắn là nó sẽ xảy ra. Ha, biết đâu mua xong rồi hàng về không kịp bán, hàng chưa về đã lỗ rồi anh chị. Đó, hàng chưa về nó đã quay đầu rồi, nó không có lại nữa. Đó. Cho nên không có gì chắc chắn. Thì nếu trường hợp mà ngày mai test lại cái vùng hỗ trợ ngắn hạn nha, thì đó là thời điểm chúng ta có thể ưu tiên mua T0 hàng có sẵn, tiếp tục cưa chân bạc. Đấy. Cho nên cái việc mà ngày mai lấp gáp vẫn có thể xảy ra anh chị nha. Đấy. Cái mô hình hòn đảo đảo chiều thì mọi người hay nói thì mình vẽ ra cho anh chị luôn đó. Lý thuyết trên mạng thôi. Hòn đảo đảo chiều ha. Hay là còn gọi là hòn đảo cô đơn đó anh chị. Đây nè. Thì mọi người biết cái mô hình đó rồi đúng không? Ví dụ theo xu hướng tăng, khi mà xu hướng tăng để mà tạo đỉnh thì nó sẽ mở một cái gap trước, sau đó thì nó tiếp tục đi lên rồi quay lại và mở cái gap down để xác nhận cái mô hình này ha. Đó. Hoặc là ở giai đoạn mà downtrend thì nó mở một cái gap giảm, sau đó nó lình xình hồi ha và quay lại mở một cái gap tăng để đi lên. Đấy. Đó là cái mô hình hòn đảo đảo chiều ha. Những cái ví dụ thực tế này là giảm là mở gap rồi sau đó đi lên là mở một cái gap up để tạo ra một cái cột đảo ở đây. Một cái cột đảo ở đây. Sau đó thì cơ hội đi lên là có, đúng không? Đấy, thì mà rất nhiều nhóm trên diễn đàn thì đang nói đến vấn đề này. Thì vấn đề đó là đúng anh chị, nhưng mà vấn đề là nếu ngày mai mà quay lại lấp cái gap thì sau đó thì cái mô hình hòn đảo này nó không còn tác dụng nữa. Đúng không? Hòn đảo bỏ rơi mà. Tức là khi mà nó tạo hòn đảo xong nó bỏ rơi thì nó chạy luôn. Nhưng mà nếu mà ngày mai mà nó quay lại cái hòn đảo đó thì coi như là xong. Ha, coi như là xong. Đấy. Thì những cái nhịp mà nếu mà chúng ta nghiêng về cái phương án mà ITP đã đưa ra cho anh chị một tháng nay á, đó là thị trường sẽ về cái vùng mục tiêu 1080-1050 á, thì chắc chắn là những cái cú hồi này anh chị để ý này, nó sẽ không vượt qua được cái đỉnh gần nhất. Nó không vượt qua được cái đỉnh gần nhất. Nha. Thì cái đỉnh gần nhất là anh chị cái phiên này nè.
một cái cú hồi này ha, thì cái đỉnh gần nhất ở đây thì nó chỉ đến đây thôi đấy, hoặc là cái nhịp hồi tiếp theo á, sau khi tạo cái đáy số 2 á, đáy số 1 đây, đáy số 2 đây đúng không? Đó, đây, quay lại, quên, quay lại biểu đồ cho anh chị. Quay lại biểu đồ cho anh chị đây. Đây ha. Sau một cái nhịp rơi mạnh của thị trường này. Đấy, thì nó có một cái nhịp hồi đúng không? Một nhịp hồi ngắn hạn thôi. Nhưng mà mặc dù là nó ngắn hạn nhưng mà chúng ta có thể coi nó là cái đỉnh gần nhất đúng không? Thì cái đỉnh gần nhất ở đây, sau đó nó tiếp tục rơi và nó quay lại, không vượt qua cái đỉnh gần nhất đó. Thì khi mà không vượt qua cái đỉnh gần nhất thì nó sẽ tiếp tục rơi để nó phá đáy, nó phá đáy tạo ra cái đáy số 2, đáy số 2 xong thì nó lại đi lên và tiếp tục không vượt qua được cái đỉnh gần nhất tiếp theo, đúng không? Sau đó nó sẽ tiếp tục rơi mạnh đấy, anh chị em hiểu không? Hiểu ý mình muốn nói không? Đó, cho nên giai đoạn này cũng vậy anh chị. Hiện tại là chúng ta thấy những cái nhịp hồi vừa rồi có những giai đoạn mà chúng ta kỳ vọng là nó lên cao ở trên cái vùng màu đỏ này đúng không? Cái đường neckline của mô hình hai đỉnh á, thì sau khi mô hình hai đỉnh này nó phá vỡ cái đường neckline này rồi thì cái nhịp hồi vừa rồi chúng ta kỳ vọng nó lên đến tận 1070, nhưng mà nó không lên tới, nó chỉ lên tới 106 mấy thôi. Sau đó quay đầu giảm tiếp đúng không? Thì đến bây giờ cái vùng cản 1150 thực ra nó là một cái cản về mặt Ichimoku đấy, nhưng mà còn nếu mà gọi là cản về những cái mô hình mà mình vừa chỉ anh chị, những cái mô hình đó thì chúng ta đang thấy là nếu để thoát khỏi cái mô hình đó thì phải vượt luôn cả cái đỉnh gần nhất anh chị, 1155 thậm chí là 1160, phải vượt qua được cái vùng đó luôn. Đó, thì để nó phủ định cái nhịp giảm này ha. Còn nếu mà trong những phiên tới không vượt qua được cái này, hoặc là nếu tệ hơn đi, không vượt qua được luôn 1150 thì nó lại càng tệ hơn đúng không? Mình đang dùng cái từ tệ hơn, tức là nếu thị trường yếu thì nó sẽ không vượt qua 1150, còn nếu thị trường mạnh hơn một chút thì có thể là nó sẽ lên, nó kiểm định lại cái vùng đỉnh gần nhất. Đỉnh gần nhất nha, chứ mình không nói là đỉnh nha, đỉnh gần nhất, tức là trong cái nhịp sóng hồi của hai tuần trước đâu đó là cái vùng 1155 cho đến 1160 đó, nếu mà tính theo giá đóng cửa là 1155 chị đó. Thì tóm lại là 1150 cho đến 1155 bây giờ nó đang là vùng cản, vừa cản 1150. Chúng ta đã nói cái con số đó có ý nghĩa gì rồi đúng không? Chúng ta đã nói nhiều thì bây giờ nó còn cái cản đỉnh cũ 1155, tức là 1150 cho đến 1155 nó đang là cái vùng cản. Thì tại sao mà cách đây hơn một tuần thì mình đã vẽ là cái hướng mũi tên nó về đến đây, sau đó thì nó sẽ có một cái nhịp hồi để quay lại 1150. Thì anh chị thấy đến ngày hôm nay nó đã đúng rồi đúng không? Đến ngày hôm nay nó đã đúng rồi. Thì mình vẫn tiếp tục là có một cái niềm tin là còn một cái quãng đường đi, 1/3 quãng đường đi cuối cùng của cái nhịp chỉnh này. Đó. Thì mình sẽ kỳ vọng là nó sẽ đi theo cái mũi tên màu đỏ này đúng không? Đi theo cái mũi tên màu đỏ này đấy đúng không? Cái này đã vẽ từ trước cho anh chị rồi ha. Ngày hôm nay nó đã đi lên đến đúng 1150, thì bắt đầu từ những cái phiên sắp tới nó sẽ đi theo hướng nào ha? Theo hướng nào thì lúc này chắc chắn là cái việc dự đoán này thì là cái việc dự đoán từ trước rồi. Từ một tháng trước là chúng ta đã nói đến câu chuyện là nó sẽ về đến dưới này rồi anh chị ha. Rồi hai tuần trước chúng ta cũng đã vẽ con đường đi thế này, chúng ta đã vẽ con đường đi như thế này, hồi lên sau đó quay lại và một nhịp hồi rồi mới lại tiếp tục rơi đúng không? Đó, hai tuần trước chúng ta đã vẽ con đường đó và đến ngày hôm nay nó đang đúng rồi. Đến ngày hôm nay là được một tuần rồi kể từ thời điểm vẽ là nó đã đúng rồi đó. Thì bây giờ chúng ta còn một cái đoạn đường này nữa. Và mình thì dĩ nhiên là mình vẫn có một cái niềm tin cũng như là có một sự kỳ vọng là thị trường sẽ tiếp tục đi theo cái đúng cái hướng mình vẽ thôi chị, đúng không? Mình vẫn có một cái sự kỳ vọng này. Nhưng sau phiên ngày hôm nay thì cái xác suất cao mình đánh giá là nó vẫn sẽ theo cái hướng mình nói. Nhưng nó sẽ có một cái xác suất nữa, đó là cái hòn đảo đảo chiều mà chúng ta vừa nói đó chị.
Đó. Thì nếu mà ngày mai mà thị trường nó vượt qua được 1150 thì có thể nó sẽ tiếp tục có một cái nhịp đi lên. Cho nên phiên ngày mai sẽ là phiên quan trọng của thị trường. Nếu phiên ngày mai mà quay lại lấp gáp là anh chị đừng có kỳ vọng nhiều nữa. Đâu đó 1150 sẽ là cái vùng cản nhịp này luôn, nhịp hồi này luôn ha. Chúng ta đang nói đến con sóng hồi. Nếu ngày mai mà quay lại lấp gáp thì chúng ta đừng có kỳ vọng nhiều nữa. Đó, sau đó thì có những cái nhịp hồi lên có thể là vượt qua 1150, nhưng mà sau đó anh chị không nên kỳ vọng nhiều. Tại vì lúc đó là nó cho thấy dấu hiệu thị trường không đủ sức để đi lên chị. Đó. Còn nếu ngày mai mà tiếp tục đi lên tiếp và vượt qua 1150 thì nó cho thấy cái sức mạnh của thị trường, và lúc đó anh chị có thể kỳ vọng nhiều hơn. Chúng ta có thể kỳ vọng nhiều hơn, kỳ vọng lên đến 1170. Thậm chí nhá, về Ichimoku thì anh chị thấy nó có thể lên, hiện tại nhá, cái cản của Ichimoku sẽ là 1167 và cản cao hơn sẽ là 1180, giao găm trên đây. Đấy. Cho nên quay lại với cái mẫu hình này thì chúng ta thấy là nếu ngày mai vượt được 1150 có thể là chúng ta sẽ kỳ vọng đi lên được đến quanh 1167 và thậm chí lên được đến 1180 trên này nha. Đó, trước mắt là như vậy. Cho nên phiên ngày mai sẽ là phiên mà quan trọng trong tuần này. Nó sẽ quyết định cái xu hướng trong thị trường trong giai đoạn tới. Nhưng mà theo mình đánh giá nha, nếu mà để ngày mai á, mà nó vượt luôn 1150 thì sau đó thì nó vẫn có những cái nguy cơ quay lại theo cái đường màu đỏ này. Nhưng mà được một cái thì nó sẽ tích cực hơn cho anh chị trong ngắn hạn, đúng không? Thì ngắn hạn mọi người sẽ có thể là có một cái vùng giá cao hơn để chốt. Mình nghĩ là những ai mà bắt đáy trong thứ sáu vừa rồi hoặc là kể cả phiên thứ hai ngày hôm qua thì chắc là ngày mai hàng về thì mọi người cũng sẽ chốt thôi. Hoặc là ai mà đã bắt từ thứ sáu tuần trước thì chắc hôm nay cũng đã chốt rồi. Cho nên nếu mà ngày mai mà vượt 1150 để đi lên á, thì sẽ tốt cho những anh chị đang kẹp hàng ha. Lúc đó anh chị sẽ có cơ hội để hạ thị trọng giá cao hơn. Nó hơi khó xử ở chỗ đó. Tức là không biết là chúng ta sẽ nên bán ở vùng giá nào, đúng không? Cho nên mình mới nói với anh chị là quanh 1150 anh chị cứ bán một phần đi. Đó. Trong hôm qua cũng nói, hôm hôm trước cũng có nói, lên đến 1150 cái mũi tên màu trắng này thì chúng ta bán một phần đi. Sau đó thì sao? Sau đó thì chúng ta sẽ chờ, nếu mà có hồi lên cao hơn 1170 thì chúng ta bán tiếp một phần nữa. Tại sao mình nói là vẫn còn nguy cơ giảm tiếp vậy? Tại vì chúng ta lại nói thì chúng ta cứ mở cái lý thuyết ra thôi anh chị. Đấy, hồi nãy là hòn đảo đảo chiều đúng không? Bây giờ là mô hình hai đỉnh. Đấy. Đấy, cái này là lý thuyết thôi anh chị. Đây, thì lý thuyết là sau khi thủng cái đường neckline thì nó sẽ có một cái nhịp hồi. Hồi là điểm để bán. Các điểm sell nữa anh chị. Các điểm sell. Điểm sell thứ nhất là số 1. Đấy, đúng không? Là sau khi thủng neckline là anh chị phải bán. Còn nếu ai chưa bán thì khi quay lại điểm số 2 là điểm sell. Điểm sell thứ hai. Đấy. Còn khi nào mà để gì anh chị? Để nó thoát khỏi cái mô hình này thì chỉ số nó phải vượt qua được cái đường neckline trở lại. Nó phải vượt qua được trở lại, sau đó nó phải test lại không thủng. Thì lúc đó chúng ta mới nói là không còn bị ảnh hưởng bởi mô hình hai đỉnh nữa. Đấy, anh chị hiểu ý không? Tức là nhá. Rồi. Tức là nếu mà trong thời gian sắp tới mà thị trường thậm chí là nó vượt qua được cái khu vực màu đỏ này để đi lên mạnh hơn ha, có thể là lên đến 1.200 luôn ở đây. Đấy, có thể thôi nha. Thì sau đó để muốn thoát khỏi mô hình hai đỉnh á, nó phải test lại cái đường neckline này một lần nữa và không được thủng. Đó, sau đó mới đi lên để vượt 1.200, thì cái thời điểm này mới là thời điểm anh chị vào hàng ha. Vượt 1.200 mới là thời điểm anh chị vào hàng. Còn những cái vùng bên dưới này có đánh vào hàng ở đây là Tùng nói là vào vào một số lượng hàng lớn anh chị, vào nhiều á nha, vào để nắm giữ một con sóng dài á. Còn bây giờ đánh T cộng thì ngày nào chúng ta chẳng chẳng vẫn có thể vào mà, đúng không?
tìm thấy cổ phiếu là vẫn vào bình thường, T cộng T không. Còn ở đây chúng ta nói vào là cái thời điểm mà thị trường bước vào một con sóng lớn, mua để nắm giữ đấy. Thì nếu mà để thoát khỏi mô hình hai đỉnh thì nó phải vậy, nó phải vượt qua đường neckline sau đó test lại và vượt lên đấy. Còn trường hợp sắp tới ha, không vượt được cái đường neckline 1170 này thì dĩ nhiên là sao anh chị? Thì dĩ nhiên là theo cái đường màu đỏ này rồi đấy, theo cái đường màu đỏ này rồi đấy. Thì theo cái đường màu đỏ thì anh chị thấy nó còn vẫn còn như này ha. Thì về phía ngắn hạn bây giờ nó chỉ có hai cái vấn đề thôi, chỉ có hai vấn đề thôi, và đa số là dành cho anh chị đang kẹp hàng thôi. Chứ còn anh chị mà mua mới hoặc là mua T0 thì mình nghĩ mọi người rất là chủ động trong cái việc bán, đúng không? Chỉ chủ yếu là dành cho anh chị đang kẹp hàng thì sẽ phân vân là bán ở 1150 hay là bán ở 1170 đấy. Nếu mà bán sớm thì anh chị lại tiếc, nhưng mà nếu mà không bán sớm mà lỡ không vượt được 1150 thì sau đó nó quay đầu thì anh chị lại càng tiếc hơn. Thì cái cách của chúng ta là chắc chắn chúng ta sẽ không biết được là thị trường nó sẽ tới đâu, chị dừng lại 1150 trong phiên ngày hôm nay hay là sẽ còn đi lên được đến 1170, 1180 trong những phiên tới, đúng không? Đấy, không ai biết được. Cái nhịp hồi của hai tuần trước nó đã cố gắng đi lên 1170 mà nó không lên nổi. Đấy, khi đó đang 1130, 1126 mà đi lên đến 1170 không lên nổi. Thì bây giờ chúng ta thấy là trong những phiên gần đây thị trường đang đi từ 1106 mà bây giờ đi lên đến 1150, tức là quãng đường di chuyển dài hơn cái nhịp của hai tuần trước. Quãng đường di chuyển dài hơn thì sức lực sẽ yếu hơn, đúng không? Khi mà những cái tin tức trên thế giới chưa có gì tốt, đặc biệt là chiến tranh đang vừa nổ ra của Israel, đúng không? Và một số báo đang nói là nếu mà chiến tranh nổ ra thì có thể là đồng đô la của Mỹ tiếp tục tăng giá. Đó, một số bài phân tích người ta đang nói vậy. Và thậm chí có một số bài phân tích gần đây họ còn nói là cái việc Mỹ có thể là tiếp tục tăng lãi suất một kỳ nữa, đúng không? Đó, cho nên những cái vấn đề lúc này chúng ta chưa thấy mọi thứ có gì tốt vậy. Ngoài cái việc là một số doanh nghiệp của Việt Nam trên sàn đang ra một số báo cáo kinh doanh, đó, tốt, đúng không? Nhưng mà hiện tại thì con số chưa thật, mới chỉ là những con số rumor thôi anh chị, rumor thôi. Thì những con số rumor đó nó đã giúp cho thị trường chúng ta tăng được một quãng đường dài từ 1106 mà đi lên đến 1150 ngày hôm nay rồi. Một quãng đường dài rồi. Trong khi tuần trước thì không lên nổi, nhưng mà tuần này thì đang lên khá khỏe. Đấy, thì liệu rằng còn đi lên được hay không? Thì mình đánh giá ha, về phía mình đánh giá anh chị. Về phía mình đánh giá thì mình đã đánh giá là vẫn theo cái kịch bản của mình. Tức là cái xác suất mà vượt qua 1150 thì có anh chị nhá, nhưng mà mình đánh giá cái kịch bản đó không cao sau phiên ngày hôm nay. Và mình nghĩ là có thể là nếu thị trường muốn đi lên 1170 thì nó cũng phải quay lại test một cái đáy. Đấy. Test lại ở đâu đó cái vùng đây anh chị. Mình ví dụ nhé, có thể là nó sẽ phải test lại quanh cái khu vực 1128. Vẽ màu trắng cho mọi người dễ nhìn. Đấy. Có thể là nó sẽ test lại quanh 1128. Sau đó nó lại quay lên 1150 một lần nữa. Và lúc đó nếu mà vượt thì có thể là nó sẽ lên được đến 1170, 1180 trên này. Đấy. Tức là mình đang cần một cái đáy hai ngắn hạn ở đây anh chị. Còn nếu mà đi lên luôn thì mình đánh giá là cái xác suất đi lên luôn thì hơi khó. Nhưng mà xác suất nói, cái câu chuyện xác suất thì có thể là nó lại chọn theo cái xác suất thấp để đi. Cho nên đó là một cái kịch bản mà ngày mai anh chị có thể lưu ý ha. Nếu trong trường hợp ngày mai mà vượt qua được 1150, đặc biệt là anh chị muốn đánh T0, anh chị có thể vào mua. Nhưng mà sau đó anh chị sẽ canh chốt T0 ở đâu đó khu vực từ 1167 cho đến 1180 gì đó, anh chị chốt. Đặc biệt là anh chị nào mà đánh phái sinh, anh chị quan sát. Chỉ cần cơ sở mà vượt qua 1150, lúc đó anh chị có thể vào long phái sinh đánh thêm một đoạn nữa. Đoạn long nữa. Đó là cách ngày mai ha.
Đấy. Nhưng nếu mà ngày mai không vượt được 1150 và thậm chí quay lại lớp gáp thì những cái nhịp sau đó ha, giống như mình vẽ này, những cái nhịp sau đó hồi lên thì ai mà bắt ngày ngày mai á, chị cũng phải chốt sớm. Nói chung là sẽ có một cơ hội cho anh chị bắt ngày mai nếu mà test đáy. Cái phiên tuần trước là anh chị sau khi nó quay về nó test đáy thì nó thủng ha, thủng hỗ trợ luôn. Nhưng mà phiên ngày mai mà test thì mình nghĩ là sẽ giữ được. Để làm gì anh chị? Để bẫy. Sẽ giữ được để bẫy, bẫy nhà đầu tư. Nhà đầu tư nghĩ là thị trường tạo xong cái đáy hai rồi. Để họ mua, họ chấp nhận mua cao. Sau khi mua cao thì lúc đó thị trường mới bước vào một cái pha chỉnh tiếp tục. Đó, để bẫy thôi. Thị trường nó là một cái bài toán tâm lý mà, đúng không? Đó thì anh chị luôn thấy những cái việc bẫy đó. Cái phiên mà hồi nãy mình chỉ đó, à, đi lên 1, 2, 3, sau đó chỉnh về hỗ trợ và đặc biệt là còn rút chân luôn, đúng không? Những cái cây rút chân này chính là những cái cây mà chết người. Nó làm cho chúng ta tưởng là xong rồi, thị trường chỉnh xong. Thà nhá. Thà thị trường mà chỉnh bằng một cây nến đỏ, đóng cửa nến đỏ thì chúng ta yên tâm hơn chị. Còn những cái giai đoạn này mà tạo ra những cây rút chân thì anh chị hãy hết sức thận trọng. Ghê lắm. Đấy. Mình xóa bớt những cái mũi tên nhá. Để cho mọi người dễ nhìn ha. Đây nè. Đúng không? Đây là mình để cho anh chị dễ nhìn. Gáp nè. Đi lên gáp nè ha, sau đó quay lại lấp gáp và rút chân. Sau đó đi lên 1 2 3 cây tiếp tục thủng. Rồi, đi lên. À, đi lên được một vài phiên sau đó cũng quay lại test đáy nè anh chị. Test đáy xong rồi lại rút chân một lần nữa. Kinh lắm chứ. Xong rồi à, lại một cây nến doji tiếp theo và sau đó thủng. Mà cái nhịp thủng số 3 nó nhịp thủng tiếp tiếp tục để nó tạo ra cái đáy số 3. Nó là một cái nhịp mà thủng nặng nề. Anh chị thấy cái nhịp vừa rồi nè, những cái nhịp gần nhất nè. Cái nhịp đầu tiên thủng nó sẽ là thủng mạnh nhất. Sau đó cái nhịp hồi ngắn và cái nhịp thủng tiếp theo là thủng yếu. Đó, nhưng mà cái nhịp thủng cuối cùng nó cũng là một cái nhịp mà rất là mạnh luôn. Đó anh chị thấy không? Một quãng đường giảm hồi nè, giảm nhẹ nè. Xong rồi hồi nè, giảm mạnh nè. Đó, cái nhịp số 3 này là cái nhịp mà làm cho nhiều nhà đầu tư sẽ phải bán cắt lỗ ở đây. Chết rồi, nãy giờ nói mà lại quên bật đồ thị cho anh chị, sorry mọi người. Đây ha. Mình chỉ lại một chút xíu thôi, đấy. Rơi về là gáp nè, sau đó thì lên. Rồi quay lại lấp gáp là rút chân ha. Test về đây là những cái hỗ trợ ngắn hạn của khung đồ thị giờ hoặc là khung 15 phút gì đó anh chị. Ví dụ như ngày mai anh chị sẽ thấy cái hỗ trợ của VN Index của chúng ta sẽ là 1128 cho đến 1130. Cái hỗ trợ của phiên ngày mai á, đó là những hỗ trợ của khung nhỏ, khung giờ, khung 15 phút đồ đó. Đấy. Thì thị trường những cái giai đoạn trước nè, nó đạt về hỗ trợ đó, sau đó rút chân. Đấy. Sau này rút chân lên làm vài cây nến doji xong nó rơi cái bùng ha. Rồi lại quay lên. Rồi lại rút chân. Rồi lại làm mọi người tưởng là tạo đáy xong rồi lại nhảy vào mua. Mua xong cái lại rơi cái bùng. Đó. Nhịp giảm đầu tiên là. Sau đó hồi này, nhịp giảm số 2 rất là yếu nè. Nhịp giảm số 2 yếu nên mọi người mới nghĩ là tạo đáy xong rồi. Sau đó nó hồi nè. Cái nhịp giảm số 3 lại rất là mạnh và làm cho mọi người cắt lỗ ở nhịp số 3. Tạo ra những cái phiên wash out đây. Đây ha. Đấy anh chị thấy đúng không? Thị trường nó luôn bẫy cho anh chị những cái giai đoạn như vậy. Đấy. Cho nên mình mong á, mình mong là thị trường nếu mà anh chị muốn có giống như nhiều nhiều nơi, nhiều nhiều đội nhóm người ta đang hô là thị trường sẽ hồi. Có những đội nhóm nha thì người ta đã hô là thị trường tạo đáy luôn rồi. Nhưng mà có những đội nhóm thì vẫn view là theo cái hướng này nè anh chị, tức là nó sẽ còn một nhịp giảm số 3 nữa. Nhưng mà cái nhịp hồi này có thể là đi lên được 2 tuần, tức là tuần này và tuần sau. Đó thì theo mình đánh giá cái việc đó cũng được luôn. Cũng được luôn, nhưng nó phải quay lại, nó tạo được một cái đáy. Đủ yên tâm ở đây.
Và cái đáy đó nó phải là một cái đáy mà có cây nến đỏ này nè chị. Chứ còn nó quay lại test đáy mà nó tạo ra một cái nến rút chân là không ăn thua nhá. Nến rút chân là không ăn thua đâu chị. Nè, nến rút chân nó dễ bẫy anh chị lắm. Sau khi nó quay lại rút chân lên mà một hai phiên sau là nó giết anh chị. Cho nên đừng nhá, đừng nhá. Nếu mà phiên ngày mai mà tạo ra cái cây nến đỏ đặc luôn á, mà quan trọng nhất là phải giữ được cái hỗ trợ 1128 1130 á, mà với một cây nến đỏ đặc á, thì phiên tiếp theo anh chị có thể là mua, nếu nó xuất hiện cây nến xanh anh chị mua vào và anh chị có thể nắm giữ cho đến đến tuần sau luôn đấy ha, mọi người nhớ nha. Đấy, đây là những cái hành động mà mình đang nói phân tích cho anh chị, để anh chị hành động mà rất là ngắn hạn ha, rất là ngắn hạn, để cho để làm gì, để mình giúp cho anh chị có những cái cơ hội để chúng ta lướt T cộng, hoặc là đặc biệt là chúng ta lướt T không, cưa chân bạc hạ giá vốn đúng không? Thì những cái thời điểm mà nó chỉnh về như thế này không thủng hỗ trợ là thời điểm mà anh chị nhảy vô mua T không đấy đúng không? Bữa giờ thì mình hướng dẫn chị T không rất là nhiều à. Nhiều anh chị T không xong bây giờ đu đỉnh trên 1.200 nhưng mà T không bữa giờ cũng về về bờ rồi đó, giá vốn về bờ rồi đó. Đấy, thì nếu bắt đầu thị trường tạo đáy tạm thời là từ thứ sáu tuần trước đúng không? Và nhiều nơi đang nói là 2 tuần đúng không? Thì mình nhắc lại, 2 tuần đó có khả năng, với điều kiện nó phải quay lại nó test cái đáy với một cây nến đỏ, có thể đỏ rút chân cũng được hoặc là đỏ đặc cũng được, nhưng phải có một cây nến đỏ. Còn nếu mà những cái cây nến rút chân nó test mà những cây nến rút chân như thế này là anh chị đừng có tin, tuyệt đối đừng có tin ha. Đấy, đi lên là đỏ mà rút chân này, sau đó thì nó rơi này. Hoặc là lên đây là rơi mạnh xong rồi rút chân này, thì những hôm sau nó lại rơi tiếp. Đấy nè, hồi nè, sau đó quay lại test đáy nè, rút chân này. Hôm sau lại tiếp tục phá đáy. Đấy, vài hôm sau thôi. Đó, anh chị thấy những cái nến rút chân không? Cực kỳ nguy hiểm. Cho nên gọi là nếu mà muốn chúng ta muốn có một cái đáy hai nhỏ giống như cái những cái phiên này mà mình đang về mũi tên đây, thì chúng ta phải có một cái nến đỏ ha. Thì nếu mà anh chị muốn thị trường đi lên được trong tuần sau luôn á, thì tuần này phải xuất hiện một cây nến đỏ này thì nó mới có cơ hội đi lên tuần sau. Còn nếu mà đi lên luôn trong ngày mai á, vượt 1150 thì nó không đi lên nhanh, và nếu vậy thì nó chỉ đi lên được hết tuần này, tuần sau nó sẽ rơi. Đấy, ok, thì đó là mình phân tích rất kỹ cho anh chị ha. Đấy, đó những cây nến này, những cây nến rút chân này rất là nguy hiểm. Rút chân xong sau nó rơi nào, rút chân nào, rơi nào. Đấy, còn ít ra nó phải đỏ mà đâu đó là đóng cửa là phải gần, không phải nó rút chân ở phía trên thì được đó, nhưng mà còn nếu mà rút chân ở dưới này thì ghê đấy, tức là nó phải đóng cửa là gần như là cái giá đóng cửa gần như cái giá thấp nhất trong phiên đó. Thì ok, cái việc test đáy chúng ta có thể tin cậy đấy, tại vì anh chị phải hiểu test đáy là gì. Test đáy là để cho những người mà người ta lì lợm nhất người ta cũng phải bán ra, tại vì người ta sợ tiếp tục là sẽ phá đáy, sẽ phá đáy nữa, cho nên khi người ta thấy bắt đầu giảm người ta sợ quá người ta bán ra. Thì khi mà họ bán ra hết rồi không còn ai nữa thì thị trường kéo lên, thì đó là ý nghĩa của cái phiên test đáy, phải làm cho những người mà lì lợm nhất họ phải bán ra đấy đúng không? Thì anh chị thấy những cái lần test đáy này, đây này, đi lên này. Đó, những cái cây nến đỏ như thế này nó mới mới đủ sự tin cậy. Đi lên sau đó thậm chí còn test thêm cây đỏ đặc này, đi lên. Ok ha. Còn nếu mà thị trường mà nó không có những cái test đáy hai mà đi lên đó, thì đi lên không bền. Đi lên không bền. Đi lên sau đó nó còn rơi mạnh hơn. Cho nên quay lại với cái kịch bản thị trường chúng ta, nếu ngày mai vượt 1150 thì
anh chị tranh thủ bán sớm ở 1167 cho đến 1170. Mình nghĩ là chắc là không lên được 1180 đâu anh chị. Lên cao lắm là 1167, 1170 thôi. À, cái đường màu đỏ này anh chị bán sớm nhá. À, thì cái đó là cái kịch bản tích cực nhất của thị trường và cũng tích cực cho anh chị trong việc bán hàng. Còn nếu mà ngày mai mà quay về lấp gáp và giữ được cái hỗ trợ 1128, 1130 thì anh chị có thể mua. Nhưng mà mình nhắc lại cái việc mua T cộng thì mình sợ là sẽ không kịp T ha. Cho nên anh chị nên ưu tiên cái việc mua T0. T cộng thì nếu mà ngày mai, nếu mà trong trường hợp kịch bản nó diễn ra, test lại 1128, 1130, nếu mà trường hợp đó diễn ra thì có cổ phiếu nào T cộng được thì mình sẽ báo. Nhưng mà chắc là nên hạn chế anh chị. Cùng lắm là nếu mà có vài cổ phiếu thì anh chị cũng nên chọn một cổ phiếu tham gia thôi. Còn ưu tiên T0 ha, ưu tiên T0 tại vì sau đó sẽ rút chân hoặc là có những cái nhịp hồi sau đó thì anh chị đều có thể bán ra sớm mà chúng ta không có bị áp lực về mặt T cộng ha. Đó. Còn về thị trường chung thì lúc này chúng ta đang thấy này. Đấy, vẫn giữ được trên 1142 thì ngày mai chỉ cần mà thủng 1142 thôi thì nó sẽ quay về lấp gáp và test lại hỗ trợ quanh 1128, 1130. Còn nếu mà giữ được trên 1142 luôn thì có thể là phiên ngày mai sẽ là phiên mà vượt qua 1150. Đấy. Thì hai cái kịch bản chúng ta nói với nhau rồi. Nhưng mà tóm lại thì dù đi theo kịch bản nào thì chúng ta cũng thấy cái nguy cơ sau đó thị trường nó sẽ có một cái cú giảm nữa anh chị nhé. À, lúc này thì nhà đầu tư đang bắt đầu quên và mọi người đang kỳ vọng là thị trường tạo đáy. À, mọi người đang kỳ vọng là thị trường tạo đáy rồi. Nhưng mà mình muốn khuyên mọi người là chưa nên quên. Đấy, chưa nên quên ha. À, chúng ta cứ để cho thị trường nó diễn biến đi anh chị. Đến khi nào nó diễn biến xong, nếu có hai cách, nếu nó rơi về vùng bên này, vùng giá ở đây thì chúng ta sẽ mua mạnh luôn chị. Càng rơi mạnh chúng ta càng mua mạnh. Nếu theo kịch bản này, kịch bản cả một tháng nay nhá, nếu theo kịch bản đã một tháng nay thì chúng ta sẽ mua rất mạnh, tại vì nó đi quá đúng theo cái đường chúng ta vẽ đấy. Thì mình xóa bớt cái này nha anh chị, xóa bớt cho mọi người đỡ rối. Nói chung là mai có cái kịch bản đi lên này nhá, vượt 1150 đi lên đó, mai có kịch bản này đi lên, nhưng mà mình xóa bớt cho anh chị đỡ rối. Tại vì mình đang kỳ vọng là mai nó sẽ không đi lên. Thực ra cái này mình không phải chim lợn gì anh chị nhé, nhưng mà cái này thì đã vẽ từ trước rồi cho nên mình muốn giữ nguyên đó. Thì mặt ngắn hạn thì mình cập nhật thêm cho anh chị về cái sức mạnh của thị trường như thế nào thôi. Có khả năng là mai nó có một cái kịch bản đi lên như vậy đó, nhưng mình cái kịch bản hiện tại thì đang đang giữ đây, cho nên mình vẫn kỳ vọng là thị trường đi đi đúng cái mình nói thôi ha, chứ không phải chim lợn nhé, không hề chim lợn cho thị trường giảm, tại vì cái này là phân tích hoàn toàn khách quan anh chị nhé, hoàn toàn khách quan luôn, không có cái gì chim lợn ở đây cả. Đó thì nếu thực sự thị trường đi được như này chúng ta sẽ mua mạnh như đây. Còn nếu mà trong vòng khoảng hết tuần này thì chúng ta sẽ không vội mua. Nhưng nếu mà đến tuần sau mà thị trường nó vẫn không có thủng cái đáy này thì lúc đó chúng ta sẽ xem xét đến cái việc mua ở cái vùng giá cao hơn mà không chờ nó về bên dưới này ha. Đó. Nhưng mà xem xét thì lúc đó mình sẽ cập nhật lại cho anh chị yên tâm, chứ không phải mình âm thầm mình mua đâu. Đúng không? Mình mua là mình sẽ báo anh chị để tham gia cùng. Rồi, thì đó là những cái gì về thị trường, về kịch bản thị trường, cũng như là những cái gì mà chúng ta đã nói rất kỹ trong ngày hôm nay ha. Lúc này thì mọi thứ khác thì vẫn chưa thấy nó rơi vào cái vùng hoảng loạn. Theo Tùng đánh giá thì thị trường muốn tạo đáy thì nó phải rơi vào vùng hoảng loạn. Cho nên nó sẽ cần một cái nhịp chỉnh theo cái mũi tên màu đỏ này nữa. Để làm gì? Để những cái chỉ báo nó phải rơi vào vùng quá bán chị. Ví dụ như RSI này, vừa rồi nó cũng chưa có rơi vào vùng quá bán, nó phải rơi vào vùng quá bán. Hoặc là có những cái chỉ số tạo đáy khác, ví dụ như dòng tiền nó phải phân kỳ, hoặc là RSI phân kỳ, hoặc là MACD phải phân kỳ, ví dụ vậy anh chị. Hoặc là ít nhất là MACD nó phải tạo đáy rồi. Anh chị nhìn một số cái chỉ báo đó bây giờ nó chưa tạo đáy nữa.
cho nên chúng ta chưa nói được cái việc là thị trường tạo đáy đâu ha. Nãy giờ mình chỉ phân tích cái hướng đi của thị trường thôi, yếu thì như thế nào, không vượt được 1150, mạnh thì như thế nào, vượt 1150 thì lên đến đâu là cái vùng bán thôi. Nhưng cái nhịp này vẫn là cái nhịp sóng hồi thôi anh chị. Còn đợi thị trường tạo đáy thì chúng ta phải chờ thêm ha, chờ thêm. Ok, thì đó là những cái chia sẻ của mình. Cho nên lúc này thì gần như là thị trường nó không rõ ràng, thì cơ hội T cộng cũng không nhiều, thì hôm nay mình cũng không phân tích các cổ phiếu nhiều. Đó, gần như các cổ phiếu lúc này nó sẽ đi theo thị trường đó chị. Mọi người chú ý là những cái cổ phiếu mà nó tạo đáy trước thị trường đó. Ví dụ như nhịp 2 tuần trước, khi mà thị trường chưa rơi về cái đáy tạm thời đó, thì chứng khoán nó cũng tạo đáy, nó đi mạnh lên trước. Nhịp này hiện tại chúng ta đang thấy sau phiên ngày hôm nay đúng không? 2-3 phiên trước cũng là nhóm chứng khoán tăng mạnh trước, đi lên trước. Đó, nhưng mà ngày hôm nay thì các cổ phiếu chứng khoán đều giảm đỏ hết. Đó anh chị thấy những cái cổ phiếu này nó đều đi trước, những cái nhóm này nó đều đi trước thị trường, nó hồi trước sau đó thì nó giảm trước thị trường giảm sau, nhịp này cũng vậy. Ví dụ SSI nó đi lên được 4-5 phiên rồi, ngày hôm nay nó bắt đầu đỏ, trong khi thị trường thì cũng cũng đang ấy mà, thị trường cũng đang 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 đi lên ngày hôm nay mà. Nhưng mà những cái cổ phiếu này nó đã giảm đỏ ngày hôm nay rồi đó. Thì anh chị thấy những cái cổ phiếu tạo đáy trước nó dẫn dắt thị trường, nhưng mà nó đang có dấu hiệu là chỉnh trước đây. Ok, thì chúng ta phải thận trọng anh chị nhé. Thì nếu anh chị đang có hàng hoặc là anh chị đang cầm tiền thì mình nghĩ là anh chị cầm tiền chị nên thận trọng, còn anh chị nên có đang có hàng thì tùy anh chị thôi. Nếu mà tỷ trọng thấp thì anh chị có thể là giữ luôn để chờ một cái cú bắt đáy sau, chúng ta trung bình giá sau. Còn khi mà nó đã giảm, thị trường nó đã giảm về đến đây rồi thì hạn chế bán tháo ở đây không cần thiết ha, nếu tỷ trọng ta ít. Còn nếu mà anh chị mà đang có tỷ trọng nắm giữ hàng nhiều á, thì những cái cú hồi này anh chị cứ ưu tiên hạ cái đòn bẩy xuống, hạ margin xuống, sau đó có thể là hạ thêm một phần hàng nữa. Ví dụ nha, quanh cái mốc 1150 này anh chị cứ hạ hết margin đi. Nếu mà lỡ thị trường nó tăng mạnh được nữa, nó lên đến 1167, 1170 thì anh chị là bán nốt cái bán thêm một phần hàng đang nắm giữ nữa. Sau đó thì sao? Chúng ta giữ tiền để chúng ta chờ bắt đáy dưới đây ha. Ok, thì có mỗi cái việc của thị trường thôi mà phân tích lâu quá anh chị. Phân tích đến hơn 50 phút rồi, có mỗi cái việc của thị trường, giờ 9 giờ rưỡi. Ok, cảm ơn cả nhà nhé. Hôm nay mình cũng hơi mệt, với lại có một cái chút việc, cho nên hôm nay chỉ làm video thôi. Còn live stream với em Phát thì hôm nay chắc là mình sẽ off không live. Có thể ngày mai Tùng sẽ quay lại, cố gắng làm video sớm hơn. Sau đó thì 9 giờ rưỡi sẽ cố gắng lên live chung với em Phát giống như ngày hôm qua ha. Cho nên tạm thời ngày hôm nay không live stream anh chị nhé, chỉ làm video thôi. Thì hy vọng anh chị xem và ủng hộ bằng một cái like, một cái share ha anh chị ha. Share là chia sẻ đấy. Ngoài ra anh chị nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấn nút chuông và nhấn subscribe kênh ha. Sau đó thì anh chị hãy thả tim và bình luận để giúp Tùng lan tỏa video, giúp cho kênh lan tỏa được nhiều hơn ha. Và số điện thoại của mình ngay trên màn hình anh chị. Mọi người hãy liên lạc với mình để về đồng hành cùng với mình sớm. Hy vọng là sẽ luôn giúp được anh chị kiếm tiền. Mình phân tích rất là khách quan và đặc biệt là xuất phát từ tâm anh chị. Không muốn cho mọi người mất tiền, cho nên mọi người cứ yên tâm. Mình làm việc từ cái tâm ha. Ngoài ra thì nếu mà anh chị nào mà không có thời gian rảnh rỗi và muốn nhờ sự trợ giúp của bên mình, thì bên mình có một đội ngũ cực kỳ là ok. Cho nên nếu mà anh chị muốn ủy thác thì có thể là liên lạc với Tùng ha. Bên mình thì có nhận ủy thác cho khách hàng, số tiền thì từ 2-3 tỷ trở lên thì bên mình sẽ nhận để giúp cho anh chị kiếm tiền, thay vì anh chị cứ mua mua bán bán thì tụi mình sẽ giao dịch thay cho anh chị và giúp cho anh chị kiếm tiền tốt nhất trong giai đoạn sóng cuối năm ha. Rồi, cảm ơn cả nhà. Hy vọng là anh chị có nhu cầu gì thì hãy cứ liên lạc với Tùng nha. Bye bye cả nhà, chúc cả nhà ngủ ngon.